Bài này thì chúng ta có tổng cộng đó là 3 mục tiêu. Thứ nhất là trình bày được định nghĩa của tiêu chuẩn và tiêu chuẩn chất lượng thu. Như vậy hiện nay bạn thấy rằng bất kỳ một cái sản phẩm nào cũng vậy, lưu hành trên thị trường cũng đều phải có việc bằng tiêu chuẩn chất lượng. Như vậy tiêu chuẩn chất lượng của một cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ nói chung và tiêu chuẩn chất lượng của một sản phẩm thuốc nói riêng, như vậy thì nó giống và việc bằng và khác nhau như thế nào? Như vậy thì trong bài hôm nay thì ta sẽ nói về tiêu chuẩn chất lượng. Như vậy thì cái mục tiêu đầu tiên là ta trình bày được các định nghĩa, trình bày được định nghĩa của tiêu chuẩn và tiêu chuẩn chất lượng thu. Cái thứ hai là ta trình bày được nội dung chính của công tác tiêu chuẩn. Như vậy thì lúc này để xây dựng một cái tiêu chuẩn chất lượng thu như vậy thì nội dung chính của một cái tiêu chuẩn thì nó gồm những gì? Và cái phương pháp mà chúng ta việc bàn đi xây dựng từng cái chỉ tiêu trong cái tiêu chuẩn đó như thế nào. Và nội dung thứ ba là chúng ta đưa được cái phương pháp xây dựng tiêu chuẩn về chất lượng thuốc, cụ thể đó là một cái tiêu chuẩn việc bàn cơ sở. Rồi, như vậy thì hiện nay thì bài học này thì chúng ta gồm có 3 mục tiêu như vậy. Và như vậy thì trước khi mà chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nội dung chính thì chúng ta sẽ đi vào nói về phần đại cương, là nói về việc bàn phần định nghĩa của một số và cái thuật ngữ, và cái thuật ngữ đó thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào. Như vậy thì đây bạn thấy rằng cái thuật ngữ đầu tiên mà chúng ta nói đến đó là thuật ngữ tiêu chuẩn. Như vậy thì tiêu chuẩn là gì? Như vậy thì ở đây bạn thấy rằng khi nói đến từ tiêu chuẩn thì bạn nào cũng biết rồi. Giống như bây giờ bạn thấy rằng cách đây bạn thấy vài năm về 4 năm về trước cũng vậy, để học trường Nguyễn Tất Thành thì bạn cũng cần phải có việc bạn có tiêu chuẩn, các bạn phải đáp ứng được cái tiêu chuẩn quy định, từ đó các bạn mới đủ điều kiện để mà trúng tuyển các ngành dược học. Hay là sau này khi mà ra trường các bạn tham gia vào lĩnh vực hành nghề dược tư nhân, dù mở một cái nhà thuốc đi, thì bạn thấy người ta quy định cái tiêu chuẩn, các anh phải đạt được những cái điều kiện như thế nào, những quy định như thế nào thì lúc này mới được cấp phép việc bạn hoạt động. Vậy tiêu chuẩn là gì? Như vậy thì tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu về mặt quản lý. Đó, đặc tính kỹ thuật là lúc này bạn thấy rằng quy định đặc tính kỹ thuật có nghĩa cái sản phẩm các bạn phải đáp ứng những yêu cầu gì, và cái việc quản lý cái sản phẩm này trên thị trường, cái hàng hóa dịch vụ trên thị trường như thế nào. Đó, đặc tính kỹ thuật và yêu cầu về mặt quản lý. Bây giờ bạn thấy đặc tính kỹ thuật có nghĩa là thuốc, khi mà một cái sản phẩm thuốc nói chung đi, nó phải đạt được những cái thông số nào. Và lúc này bạn thấy rằng tùy cái nhóm thuốc, tùy cái loại thuốc mà cái việc quản lý thuốc trên thị trường làm sao bạn khác nhau. Dù thuốc kê đơn thì quản lý như thế nào, hay là thuốc không kê đơn, hay là thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, hay là thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện, thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa tiền chất, hay là những thuốc kiểm soát đặc biệt, thì cái việc mà bạn thấy rằng quản lý của nó như thế nào. Là như vậy bạn thấy là cũng như hiện nay bạn thấy rằng khi mà tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát cũng vậy, để biết được mình có bị nhiễm Covid hay không thì bạn thấy rằng chúng ta phải dùng cái test nhanh, và quy định cái tiêu chuẩn của cái test nhanh và quy định cái việc quản lý cái test nhanh này trên thị trường Nhật Bản như thế nào, vân vân. Này bạn thấy rằng tiêu chuẩn là quy định về, bạn thấy rằng quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu về mặt quản lý dùng làm chuẩn để mà phân loại đánh giá. Đó, bạn thấy rằng đây được cái được làm chuẩn, để từ đó bạn thấy rằng phân loại đánh giá cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ cũng như cái quá trình môi trường và các bạn thấy rằng các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế xã hội, và nhằm mục đích đó là nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Đó, nhằm mục đích bạn thấy là nâng cao hiệu quả và chất lượng của các đối tượng này. Như vậy bạn thấy rằng tiêu chuẩn là một quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu về mặt quản lý dùng để làm chuẩn. Tại vì lúc này bạn thấy rằng đây là cái căn cứ về mặt việc bàn, về mặt pháp lý. Tại vì khi mà bạn đã đăng ký rồi, thì khi mà đã được cơ quan quản lý nhà nước đồng ý xét duyệt rồi, thì lúc này các bạn mới được phép sản xuất và nhập khẩu, thì cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ các bạn mới đủ điều kiện lưu hành trên thị trường. Và điều đó bạn thấy rằng đây là cái căn cứ làm chuẩn để đánh giá khi mà bạn thấy rằng đưa vào Nhật Bản vận hành, đưa vào Nhật Bản, đưa vào hoạt động. Đó, để từ đó phân loại và đánh giá các đối tượng trong các hoạt động Nhật Bản kinh tế xã hội, nhằm mục đích đó là nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng. Tại vì thấy rằng nếu không ban hành tiêu chuẩn thì bạn thấy rằng mỗi người,
người ta sản xuất một kiểu, người ta vận hành việc bạn theo một cái kiểu như vậy, từ đó bạn thấy rằng rất là khó phân loại và đánh giá các đối tượng. Mà bạn thấy rằng hiện nay khi bạn tham gia bất kỳ một hành nghề, một lĩnh vực nào cũng vậy, thì ta đều có những bằng tiêu chuẩn bắt buộc các bạn phải thực hiện. Như vậy thì bạn thấy rằng tiêu chuẩn của một tiêu chuẩn do một cái tổ chức việc bằng công bố dưới dạng một cái văn bản để tự nguyện áp dụng. Bạn thấy rằng tiêu chuẩn do một cái tổ chức công bố, và bạn thấy rằng dưới dạng một văn bản để tự nguyện việc bạn áp dụng nếu như mà các bạn muốn tham gia vào các lĩnh vực định hướng hành nghề. Bạn thấy rằng hiện nay bất kỳ một cái lĩnh vực hàng hóa dịch vụ nào cũng vậy, nó đòi hỏi các bạn đều phải có tiêu chuẩn, và từ đó bạn thấy rằng nếu bạn muốn tham gia vào lĩnh vực đó thì bạn phải tự nguyện áp dụng để cái sản phẩm các bạn đáp ứng được yêu cầu quy định mới đủ điều kiện làm việc bạn lưu thông phân phối trên như này thị trường. Như vậy thì tiêu chuẩn chất lượng thuốc là gì? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về này, chúng ta nói về một khái niệm là tiêu chuẩn nói chung. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái khái niệm việc bằng tiêu chuẩn chất lượng thuốc. Như vậy thì tiêu chuẩn chất lượng thuốc là gì? Thì tiêu chuẩn chất lượng thuốc bao gồm các quy định về chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, đóng gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản và các yêu cầu khác có liên quan đến chất lượng thuốc. Rồi, như vậy bạn thấy rằng tiêu chuẩn chất lượng thuốc thì nó bao gồm các quy định về chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm nghiệm, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển, bảo quản và các yêu cầu khác có liên quan đến việc bằng chất lượng của thuốc. Rồi, như vậy ở đây bạn thấy rằng ta sẽ nói về một số cái thuật ngữ. Chỉ tiêu là gì? Yêu cầu kỹ thuật là gì? Phương pháp kiểm nghiệm là gì? Cũng như là bạn thấy rằng hiện nay quy định về cái chỉ tiêu, có nghĩa là lúc này bạn thấy rằng chỉ tiêu có nghĩa là những cái thông số mà chúng ta cần phải kiểm nghiệm, những thông số mà chúng ta cần phải đánh giá. Dù như chỉ tiêu về định tính, chỉ tiêu về định lượng, chỉ tiêu về độ hòa tan, chỉ tiêu về độ vô khuẩn, hay chỉ tiêu về diệt bàn, giới hạn nhiễm khuẩn. Đó được gọi là diệt bàn các chỉ tiêu để đánh giá. Và lúc này bạn thấy rằng mỗi dạng bào chế, người ta đi xây dựng các chỉ tiêu đặc trưng cho dạng bào chế đó. Dường như thuốc dùng cho đường mắt và đường tim thì bắt buộc các bạn phải xây dựng cái chỉ tiêu đó là độ vô khuẩn. Tại vì các thuốc dùng cho đường mắt và đường tim thì ta yêu cầu phải làm sao bạn? Thuốc phải vô khuẩn. Như vậy thì muốn biết được thuốc có vô khuẩn hay không thì chúng ta phải tiến hành việc bạn xây dựng chỉ tiêu để kiểm nghiệm. Bạn thấy sao nhỉ? Khi nhà sản xuất xong làm sao biết được cái thuốc này có vô khuẩn hay không? Thì lúc này bạn thấy rằng người ta phải xây dựng các chỉ tiêu để kiểm nghiệm. Hay là lúc này bạn thấy rằng đối với dạng bào chế viên nén viên nang đi, để thuốc có tác dụng thì khi bạn uống viên thuốc vào trong cơ thể thì cái quá trình gì nó sẽ xảy ra tiếp tục? Cái quá trình gì bạn thấy rằng khi mà uống viên thuốc vào cơ thể đi thì cái quá trình gì nó sẽ xảy ra tiếp tục để mà thuốc mới phát huy được tác dụng, thuốc mới hấp thụ chuyển hóa và diệt bằng và thải trừ, để một cái quá trình diệt bằng động học xảy ra, để một quá trình hấp thu phân bố chuyển hóa và thải trừ, thì lúc này bạn thấy rằng cái quá trình nó phải xảy ra trước nữa. Cái quá trình động học đó là bạn thấy rằng cái viên thuốc các bạn nó phải rã ra được, nó phải hòa tan được diệt bằng trong môi trường dịch cơ thể, từ đó thuốc mới hấp thu phân bố chuyển hóa và diệt bằng thải trừ. Nói như vậy bạn thấy là hiện nay bạn thấy là một cái thuốc mà có tác dụng muốn hấp thụ phân bố chuyển hóa và thải trừ thì viên thuốc các bạn nó phải rã và hòa tan trong môi trường dịch cơ thể. Chứ bạn uống cho cái viên thuốc còn y nguyên còn trơ trơ như vậy thì lúc này bạn thấy rằng thuốc các bạn thì lúc này nó không thể tài nào làm việc bạn có tác dụng được cả. Như vậy thì nó không thể tài nào có tác dụng được cả. Như vậy thì muốn biết được cái viên thuốc các bạn khi uống vào trong cơ thể như vậy nó có rã ra được hay không, nó có hòa tan được hay không, thì lúc này các bạn phải xây dựng việc bằng các chỉ tiêu kiểm nghiệm. Như vậy bạn thấy là muốn biết được cái viên thuốc bạn uống vào nó có rã ra được hay không, chứ viên thuốc bạn uống vào nó còn trơ trơ như vậy mà nó di chuyển từ dạ dày xuống ruột non xuống ruột già đi ra ngoài, viên thuốc không thể tài nào tác dụng được hết. Như vậy nó phải rã ra được cũng như nó phải hòa tan được trong một dần dịch cơ thể. Như vậy thì mô phỏng cái quá trình cái viên thuốc bạn khi uống vào như vậy nó có rã được hay không, có hòa tan được hay không, thì chúng ta tiến hành xây dựng cái chỉ tiêu kiểm nghiệm, đó là độ rã cũng như độ hòa tan. Thế giờ bây giờ người ta đưa cho các bạn một cái viên, ví dụ như có viên giảm đau hạ sốt đi, viên nén paracetamol 500 mg,
Bây giờ bạn mua một cái viên thuốc giảm đau hạ sốt, viên nén paracetamol 500 mg. Như vậy có một câu hỏi đặt ra, bây giờ thầy mời các bạn trả lời. Muốn biết được trong cái viên nén đó có chứa hoạt chất paracetamol hay không thì người ta kiểm nghiệm bằng cách nào? Rồi, thầy nhắc lại câu hỏi. Ta đưa cho các bạn một cái viên thuốc. Trên nhãn nó ghi là viên nén paracetamol 500 mg. Câu hỏi đặt ra, muốn biết được thực sự trong viên nén đó có chứa hoạt chất paracetamol hay không thì người ta làm bằng cách nào? Làm sao biết được? Rồi, các bạn có 2 phút suy nghĩ không? Sẽ mời các bạn trả lời. Như vậy khi ta đưa cho các bạn một cái viên nén, trên nhãn nó ghi là paracetamol 500 mg. Như vậy thì câu hỏi đặt ra thực sự để biết được trong cái viên nén đó thực sự có chứa hoạt chất paracetamol hay không thì làm sao chúng ta biết được? Đó, như vậy thì làm sao ta biết được trong cái viên nén đó thật sự có chứa hoạt chất paracetamol hay không? Rồi, thầy mời bạn Thảo Hiền. Dạ, thưa thầy, là mình dùng phương pháp kiểm nghiệm đúng không thầy? À, như vậy thì câu trả lời của bạn Thảo Hiền là người ta sẽ tiến hành dùng phương pháp kiểm nghiệm. Vâng. Như vậy thì lúc này bạn thấy rằng ta nhìn bằng cảm quan thì các bạn cũng sẽ không biết được à thực sự trong cái viên nén đó có chứa hoạt chất paracetamol hay không mà người ta phải tiến hành kiểm nghiệm. Như vậy thì một bạn khác chúng ta sẽ trả lời, các bạn sẽ kiểm nghiệm theo quan niệm ta kiểm nghiệm cái chỉ tiêu nào để mà người ta biết được
trong cái chế phẩm này có chứa hoạt chất paracetamol hay không. Thì chúng ta sẽ phân tích như thế nào để biết được? Thầy mời bạn Hải Triều. Dạ, thưa thầy, em nghĩ là mình sẽ đi định lượng hàm lượng của paracetamol trong một viên nén đó. Rồi, câu trả lời của bạn mình là chưa chính xác ha. Thầy mời bạn khác. Thầy mời bạn Phương Quỳnh. Dạ thưa thầy, em nghĩ là mình sẽ rã cái viên nén nó ra và mình sử dụng cái kỹ thuật là HPLC để mình so với cái chất chất thuật chất chuẩn là paracetamol chuẩn. Cái phương pháp đó được gọi là phương pháp gì em? Dạ sắp cái lỏng hiệu nâng cao. Rồi như vậy thì lúc này mà bạn thấy rằng giống như bạn mình nói đã đề xuất một cái phương pháp. Như vậy thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm nghiệm một cái chỉ tiêu được gọi là định tính. Như vậy thì các bạn đã nghe nói đến cái khái niệm định tính, định lượng rồi. Như vậy thì định tính và định lượng nó khác nhau như thế nào? Định tính là một chỉ tiêu, định lượng là một chỉ tiêu. Đó, như vậy lúc này bạn thấy rằng cái chỉ tiêu định tính và chỉ tiêu định lượng nó khác nhau như thế nào? Rồi theo bạn mời một bạn ta trả lời hai cái thuật ngữ chỉ tiêu định tính và chỉ tiêu định lượng nó khác nhau như thế nào? Rồi thầy mời bạn Bảo Trân. Dạ yeah, thầy, định tính là mình đi xác định tính chất của một chất nào đó, còn định lượng là xác định hàm lượng của chất đó. Rồi. Đó, như vậy thì đó là câu trả lời việc mà của bạn mình. Như vậy định tính là các bạn để xem coi xác định tính chất của một chất. Như vậy thì muốn biết được trong cái viên thuốc các bạn nó có chứa cái hoạt chất paracetamol hay không thì lúc này các bạn sẽ được tiến hành kiểm nghiệm một cái chỉ tiêu được gọi là định tính. Như vậy bạn thấy rằng định tính để biết được trong chế phẩm có chứa hoạt chất paracetamol hay không. Người ta đưa cho các bạn một cái viên thuốc, ông biết được thực sự trong cái viên thuốc đó có chứa hoạt chất đó hay không. Thì lúc này các bạn sẽ tiến hành kiểm nghiệm cái chỉ tiêu là định tính. Bạn biết được nồng độ hàm lượng là bao nhiêu thì người ta sẽ tiến hành kiểm nghiệm một cái chỉ tiêu được gọi là định lượng. Định lượng là để trả lời cái lượng của cái chất đó có trong chế phẩm. Còn định tính là trả lời về tính chất coi nó có hay không. Định lượng là trả lời là cái lượng, cái hàm lượng, cái nồng độ. Nhưng muốn biết được cái viên thuốc thực sự cái hàm lượng của para trong viên thuốc có đúng bon 500 mg hay không thì chúng ta sẽ kiểm nghiệm cái chỉ tiêu định tính. Rồi, như vậy hay là định lượng? Định tính là trả lời có hay không? Còn 500 mg đó là con số nên sẽ kiểm hành kiểm nghiệm chỉ tiêu đó định lượng. Đó, như vậy bạn thấy là đây là chỉ tiêu định tính và định lượng. Bạn thấy hiện nay bắt buộc nhà sản xuất người ta phải công bố cái hàm lượng hoạt chất có trong chế phẩm trên nhãn. Như vậy thì lúc này bạn thấy rằng cơ quan nhà nước biết được nhà sản xuất có sản xuất đúng với cái những gì đã công bố hay không thì phải kiểm nghiệm. Vì muốn biết được nồng độ hàm lượng thì chúng ta kiểm nghiệm chỉ tiêu định lượng. Còn muốn biết được có chất đó hay không thì chúng ta kiểm nghiệm chỉ tiêu định tính. Rồi, như vậy có một câu hỏi đặt ra, em mời các bạn trả lời. Bây giờ bạn thấy rằng trên nhãn nó ghi là 500 mg á, cái viên nén paracetamol 500 mg. Trên nhãn ghi 500. Câu hỏi đặt ra, theo các bạn nghĩ hàm lượng thực sự của hoạt chất trong viên thuốc có đúng mol 500 mg hay không? Tại sao? Nhắc lại câu hỏi không? Như vậy theo các bạn nghĩ hàm lượng thực sự trong viên thuốc có đúng mol 500 mg hay không? Tại sao? Bây giờ trên nhãn ghi 500 á. Rồi các bạn có 2 phút suy nghĩ, thầy mời các bạn trả lời.
lời không? Bây giờ trên nhãn thấy ghi là 500 mg. Như vậy thì theo bạn nghĩ hàm lượng thực sự trong viên thuốc có đúng bon 500 mg hay không? Tại sao? Thầy mời bạn Nhật Quân. Dạ thưa thầy, thì em nghĩ là hàm lượng hợp chất nó sẽ không đủ 500 mg, vì cái viên nén 500 mg đó là nó sẽ bao gồm cả hợp chất và tá dược, nên một mình hợp chất thì nó sẽ không đủ 500 mg ạ. Rồi, đây là câu trả lời của bạn Quỳnh ha. Rồi thầy mời bạn khác. Thầy mời bạn Thanh Quang. Dạ theo theo em là nó sẽ đúng. Nó khối lượng hàm lượng của hoạt chất trong viên nén thì đúng là 500 mg, nhưng mà hàm lượng tổng của viên nén thì có thể hơn tại vì chưa tính tá dược. Như vậy thì 500 mg, bạn thấy rằng trên nhãn sản phẩm nhà sản xuất người ta công bố cái con số đây là con số lượng hoạt chất có trong chế phẩm, chứ không phải là 500 mg là khối lượng tổng viên thuốc, là khối lượng của cả tá dược, mà đây chính may chỉ là cái việc mà cái lượng của hoạt chất mà thôi. Đó, bạn thấy rằng con lúc này bạn thấy rằng con số mà bạn thấy trên nhãn là con số của nồng độ hàm lượng hoạt chất, còn nhà sản xuất người ta không công bố tá dược là bao nhiêu. Rồi như vậy thì theo bạn nghĩ cái hàm lượng thực sự trong viên thuốc có đúng bon 500 không? Thì mời bạn Hải Triều. Dạ thưa thầy, em nghĩ là hàm lượng thuốc, hàm lượng ở đó là không có đủ, không có đúng 500 đâu thầy. Tại sao? Tại vì, em nghĩ nó cao hay thấp hơn? Dạ nó sẽ có, nó có một sai số cho phép theo như quy chuẩn của Bộ Y tế đưa ra đó. Rồi, câu trả lời của bạn Triều rất tuyệt vời. Như vậy thì đây bạn thấy rằng không một nhà sản xuất nào mà sản xuất cái viên nào cũng đúng bon được 500 hết. Mà nó dao động xung quanh con số này. Nó sai số trong một cái giới hạn cho phép theo quy định của Bộ Y tế. Nào, như vậy hiện nay bạn thấy rằng không một nhà sản xuất nào mà sản xuất cái viên nào cũng đúng bon được 500 hết. Nhưng bây giờ các bạn yêu cầu đi thi cũng vậy, các bạn cũng vậy. Nếu môn nào đi thi các bạn có 10 điểm trọn vẹn mới đậu, thì cuối cùng không một bạn nào mà có thể ra trường được cả. Làm sao bạn, đây cũng vậy, yêu cầu có viên nào cũng đúc bon 500 mg, thì không một nhà sản xuất nào mà làm được hết. Mà nó dao động trong cái khoảng giới hạn cho phép được gọi là yêu cầu kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật là nó quy định về cái mức giới hạn. Đó. Mức giới hạn cho phép, cái sai số cho phép của cái chỉ tiêu này. Bây giờ bạn thấy yêu cầu đúng ibon 500 mg thì không một nhà sản xuất nào làm được hết. Mà được sai số trong một giới hạn thì được gọi là yêu cầu kỹ thuật của cái chỉ tiêu đó. Như vậy thì hiện nay bạn thấy rằng đối với cái viên paracetamol này, Bộ Y tế quy định được cái hàm lượng của nó trong viên được phép sai số là cộng trừ 5%. Như vậy thì cái hàm lượng hoạt chất trong viên được phép sai số cộng trừ 5%. Trên nhãn nó ghi 500 mg và các nhà sản xuất được phép sai số cộng trừ 5%. Rồi như vậy thì bạn thấy rằng cái viên này được phép sai số cộng trừ 5% được gọi là yêu cầu kỹ thuật, cái giới hạn của chỉ tiêu này. Như vậy thì lúc này theo bạn nghĩ khi mà ta tiến hành định lượng thì cái hàm lượng paracetamol trong viên thuốc nó phải dao động trong khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì người ta mới đánh giá cái chỉ tiêu định lượng là đạt. Như vậy thì khi mà người ta tiến hành kiểm nghiệm chỉ tiêu định lượng của cái thuốc này đi, thì cái hàm lượng 3 gra trong viên thuốc nó phải dao động trong khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì được gọi là đạt. Rồi các bạn có 2 phút suy nghĩ ha. Thầy đọc lại câu hỏi đúng không ạ? Ghi trên nhãn là 500 mg. Vì hiện nay bạn thấy rằng yêu cầu kỹ thuật Bộ Y tế quy định cái hàm lượng này được phép sai số cộng trừ 5%. Hàm lượng ghi trên nhãn là 500 mg. Vì hiện nay thì quy định các nhà sản xuất được phép sai số về hàm lượng là cộng trừ 5%. Như vậy thì khi mà lấy mẫu và tiến hành định lượng thì cái hàm lượng 3 ra trong viên thuốc nó phải dao động trong khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì được gọi là đạt. Như vậy cái hàm lượng của bara trong hoặc của hoạt chất bara trong viên thuốc đó, nó phải dao động trong khoảng từ bao nhiêu
đến bao nhiêu thì được gọi là đạt. Rồi thêm mời bạn Hoàng Hải. Dạ thầy, là từ 475 đến 525 gam so với đơn vị gì, em đọc là đơn vị coi. Ở cái viên thuốc mình 500 gam em biết nó nặng bao nhiêu không? Miligam thầy. Ok. Rồi, như vậy thì câu trả lời của bạn Hoàng Hải mình chính xác không? Như vậy nó sẽ dao động trong khoảng từ 475 đến 525 miligam. Đây bạn thấy là cái viên thuốc là 500 miligam và hàm lượng được phép sai số cộng trừ diệt bằng 5%. Đó, như vậy bạn thấy rằng được phép sai số là cộng trừ gì đây? 5%. Như vậy từ đó bạn thấy rằng nó phải dao động trong khoảng từ 475 đến 500 gì đây? 25 miligam. Rồi, như vậy từ 420 từ 475 đến diệt bạc 525 miligam. Như vậy thì bạn thấy rằng cái hàm lượng hoạt chất para thực sự trong viên thuốc nó sẽ dao động trong khoảng từ 475 đến 525 miligam, được gọi là yêu cầu kỹ thuật. Như vậy thì khi cơ quan nhà nước người ta tiến hành lấy mẫu trên thị trường và nếu như người ta định lượng mà cái hàm lượng nó dao động trong cái khoảng này được gọi là chỉ tiêu định lượng đạt. Còn nằm ngoài cái khoảng quy định này thì không đạt. Mà không đạt thì thuốc không được phép lưu hành trên thị trường. Tại vì bạn thấy là nếu cái hàm lượng mà nó cao quá thì bạn uống vào thì nguy cơ gì sẽ xảy ra? Thì bạn thấy nguy cơ rất dễ dẫn đến quá liều, hay hàm lượng thấp hơn quy định thì khi bạn uống vào thuốc nó không đạt được cái việc bằng cái nồng độ trị liệu có trong huyết tương. Bạn thấy thuốc có tác dụng thì mới đạt được nồng độ trị liệu. Vì vậy cái khoảng này gọi là yêu cầu kỹ thuật. Còn phương pháp kiểm nghiệm là gì? Phương pháp kiểm nghiệm là cái quy trình bạn ta tiến hành làm. Tại vì hiện nay bạn thấy rằng để tiến hành định lượng đi, bạn có rất nhiều phương pháp. Như vậy lúc này bạn sử dụng cái phương pháp nào để làm, cân đong đo đếm như thế nào, được gọi là phương pháp kiểm nghiệm. Đó, giờ mình cân đong đo đếm như thế nào, mình dùng phương pháp gì để làm, phương pháp quang phổ, phương pháp thể tích hay là phương pháp sắc ký, vân vân. Và quy định về cái điều kiện gì cần đóng gói, bảo quản, ghi nhãn, vân vân, và các vấn đề khác liên quan đến việc bạn chất lượng thuốc. Đó, như vậy bạn thấy rằng yêu cầu tiêu chuẩn về chất lượng thuốc thì bao gồm những cái quy định như vậy. Như vậy thì tiêu chuẩn chất lượng thuốc thì được thể hiện dưới hình thức một cái văn bản kỹ thuật. Đó, văn bản kỹ thuật có nghĩa là nói lên những cái chỉ tiêu, những yêu cầu kỹ thuật mà chúng ta cần phải tiến hành kiểm nghiệm, được gọi là văn bản kỹ thuật. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói đến một số cái thuật ngữ mà chúng ta sẽ đề cập đến trong cái bài mình, và những thuật ngữ này chúng ta sẽ hiểu như thế nào. Bây giờ thuật ngữ tiếp theo chúng ta sẽ nói về quy chuẩn kỹ thuật. Như vậy thì mình thấy rằng quy chuẩn kỹ thuật là những quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu về mặt quản lý. Đó, quy chuẩn kỹ thuật là bạn thấy rằng nó quy định về mức giới hạn và bạn thấy rằng và yêu cầu mặt quản lý. Nhưng bây giờ bạn thấy rằng nó ghi trên nhãn ở 500 mg thì không một nhà sản xuất nào mà sản xuất diệt bàn được đúng bon cả, mà nó sẽ được diệt bàn nó được sai số bao nhiêu, được gọi là mức giới hạn. Và cái việc quản lý cái này trên thị trường như thế nào, đó, bạn thấy là quy định về mức giới hạn và yêu cầu về quản lý của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cũng như các quá trình môi trường và các điều bạn thấy rằng các đối tượng khác trong các hoạt động kinh tế xã hội. Mà lúc này bạn thấy rằng cần phải tuân thủ để đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khỏe cho con người cũng như là bảo vệ động vật, thực vật, môi trường, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu khác, vân vân. Nói như vậy bạn thấy rằng đây là quy chuẩn kỹ thuật. Đó, bạn thấy rằng quy định về việc bằng mức giới hạn của các đặc tính kỹ thuật và yêu cầu về mặt quản lý. Mà từ đó bạn thấy rằng một cái thuật ngữ mà rất quan trọng đó, bạn thấy rằng một cái thuật ngữ rất quan trọng đó là bạn thấy rằng là bắt buộc chúng ta phải diệt bằng, phải tuân thủ. Nó bắt buộc các bạn phải tuân thủ.
Bây giờ anh muốn tham gia vào thị trường sản xuất dược phẩm, cái viên nén paracetamol 500 mg, thì lúc này bắt buộc chúng ta phải kiểm soát cái việc bằng cái quá trình sản xuất, cái quy trình sản xuất của mình làm sao mà để cái hàm lượng hoạt chất trong viên thuốc nó phải dao động trong khoảng từ 475 đến 525 mg. Bạn thấy rằng đây là tuân thủ, bắt buộc các bạn phải tuân thủ. Đó, nên bạn gạch dưới chữ gì bạn phải tuân thủ, đây là cái thuật ngữ, đây là cái gì bạn, cái cụm từ gì bạn rất là quan trọng trong cái từ khóa, trong cái việc bạn, trong cái định nghĩa này. Nhưng hiện nay bây giờ bạn thấy rằng các bạn muốn mở một cái nhà thuốc để hoạt động đi, thì tôi yêu cầu bạn thấy rằng các bạn phải kiểm soát cái nhiệt độ nhà thuốc các bạn là không quá 30 độ C. Hiện nay bây giờ bạn thấy rằng các nhà thuốc RIB quy định này các bạn phải kiểm soát. Kiểm soát cái nhiệt độ tại nhà thuốc các bạn là không quá 30 độ C. Bạn thấy rằng đây là yêu cầu gì bạn, bắt buộc các bạn phải tuân thủ. Nếu bạn muốn tham gia vào việc bạn cái lĩnh vực bán lẻ vân vân. Là bạn thấy rằng mỗi lĩnh vực, mỗi ngành nghề cung cấp hàng hóa dịch vụ nó đều có những quy định và đòi hỏi các bạn phải tuân thủ để mà việc bằng bảo vệ sức khỏe của con người, của động vật, thực vật, bảo vệ môi trường, lợi ích an ninh quốc gia vân vân. Tại vì lúc này bạn thấy rằng bắt buộc các bạn phải kiểm soát cái hàm lượng guara nằm trong khoảng này, nếu cao hơn thì nguy cơ nó ảnh hưởng đến sức khỏe, và thấp hơn thì bạn thấy rằng nó không đạt được nồng độ trị liệu. Như vậy bạn thấy rằng ở đây là quy chuẩn kỹ thuật. Như vậy còn quy chuẩn kỹ thuật thuốc là gì? Bạn thấy rằng ta mới nói xong một cái khái niệm về quy chuẩn kỹ thuật nói chung của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Bây giờ ta nói về quy chuẩn kỹ thuật thuốc là gì? Như vậy mà quy chuẩn kỹ thuật thuốc là quy định về mức giới hạn của các đặc tính kỹ thuật và yêu cầu về mặt quản lý trong các hoạt động diệt bàn có liên quan đến thuốc, như là kiểm nghiệm, như là bảo quản, như là vận chuyển, phải tuân thủ để đảm bảo chất lượng thuốc và hiệu quả của thuốc, an toàn vệ sinh sức khỏe cho con người, cũng như là để bảo vệ động vật, thực vật, môi trường, bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu cần thiết khác. Nào, như vậy mình thấy rằng đó là quy chuẩn diệt bằng kỹ thuật thuốc. Như vậy chúng ta tìm hiểu đến khái niệm tiếp theo là hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn. Như vậy thì hoạt động trong cái lĩnh vực diệt bằng tiêu chuẩn là việc mà chúng ta đi xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn cũng như là đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn. Và bạn thấy rằng hoạt động trong cái lĩnh vực diệt bằng tiêu chuẩn có nghĩa là chúng ta đi xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn. Và hiện nay bạn thấy rằng khi mà bạn muốn lưu hành một cái sản phẩm thì khi mà bạn đã nghiên cứu cái quy trình bào chế rồi thì lúc này chúng ta phải đi xây dựng diệt bằng cái tiêu chuẩn chất lượng cái sản phẩm của mình. Nhưng bây giờ bạn thấy rằng khi bạn nghiên cứu xong cái quy trình để bào chế ra một cái thuốc rồi, nhưng bây giờ hiện nay bạn thấy rằng các nhà sản xuất cũng vậy, dù khi người ta nghiên cứu ra cái quy trình bào chế một cái thuốc kháng virus Monopiravir đi, thì sau khi nghiên cứu qua quy trình rồi thì người ta phải đi xây dựng những bằng cái tiêu chuẩn chất lượng cho cái sản phẩm của mình. Sau khi xây dựng rồi thì bạn thấy rằng người ta sẽ tiến hành để công bố cái tiêu chuẩn này và áp dụng cái tiêu chuẩn vào trong cái sản phẩm của mình. Để từ đó bạn thấy rằng để đánh giá sự phù hợp, xem có cái sản phẩm mà chúng ta sản xuất nào nó có đáp ứng được cái tiêu chuẩn mà đã được xây dựng, đã được duyệt bàn công bố hay không. Nói như vậy bạn thấy hiện nay thì sau khi bạn ta xây dựng tiêu chuẩn rồi thì hiện nay ta phải tiến hành nhập đăng ký, và khi đã đồng ý xét duyệt rồi thì chúng ta sẽ công bố cái tiêu chuẩn và áp dụng cái tiêu chuẩn về duyệt bàn cho cái sản phẩm của mình. Và cái sản phẩm mà đã được bào chế xong rồi thì bạn thấy rằng phải có cái hoạt động kiểm nghiệm để đánh giá xem cái sự phù hợp cái sản phẩm của mình với cái tiêu chuẩn công bố.
còn hoạt động trong cái lĩnh vực việc bằng quy chuẩn kỹ thuật là việc mà xây dựng, ban hành và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Nói như vậy bạn thấy rằng cũng là công tác hoạt động, thì bạn thấy rằng đây là một cái việc bằng, đây là một cái hành động. Thì bạn thấy là một cái bất kỳ một cái tiêu chuẩn hay cái quy chuẩn nào cũng vậy, thì chúng ta phải xây dựng, công bố, sau đó việc bằng ban hành tiêu chuẩn, áp dụng vào thực tế, và khi đã ban hành rồi thì phải tiến hành việc bằng hoạt động là đánh giá xem coi cái nó có phù hợp hay không. Rồi chúng ta nói lên cái khái niệm tiếp theo, đó là chứng nhận. Thì bạn thấy rằng sau khi mà cái cơ sở các bạn được đáp ứng được những yêu cầu quy định rồi, thì người ta sẽ cấp cho các bạn việc bằng một giấy chứng nhận, và người ta sẽ việc bằng sẽ công bố. Nhưng hiện nay bây giờ các bạn thấy rằng khi mà các bạn muốn mở một cái nhà thuốc đi, hiện nay bắt buộc nhà thuốc các bạn phải đạt tiêu chuẩn GBB. Thì muốn biết được cái GBB quy định như thế nào thì các bạn phải xem thông tư của Bộ Y tế. Về các bạn phải đọc và thực hiện xây dựng sửa chữa, và lúc này phải đáp ứng được yêu cầu quy định. Và lúc này bạn thấy rằng sau khi mình xây dựng sửa chữa xong rồi thì các bạn sẽ mời một cái đoàn thẩm định đến để người ta đánh giá xem cơ sở bạn thực sự có đáp ứng hay không, từng tiêu chí có đáp ứng hay không. Và khi có rồi người ta cấp cho bạn một cái giấy chứng nhận. Và từ đó bạn thấy rằng ta sẽ công bố cái cơ sở các bạn là hợp chuẩn cũng như đáp ứng được việc bằng những cái yêu cầu quy định vân vân. Và hiện nay bạn thấy rằng khi một cái nhà thuốc đạt chuẩn GB đi thì cũng sẽ được công bố trên đẹp bằng trong web của Sở Y tế. Khi bạn thấy rằng cơ sở bạn đáp ứng rồi thì sẽ được công bố trên trang web. Rồi, như vậy bây giờ chúng ta đi vào phần số 2 là những cái quy định về tiêu chuẩn hóa thuốc, cũng như là lúc này bạn thấy rằng được quy định như thế nào trong luật dược. Như vậy thì như bữa trước chúng ta nói rồi, thì hiện nay chúng ta, luật dược hiện hành là luật dược số 105/2016 do Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 6/4/2016. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái quy định về việc bằng tiêu chuẩn chất lượng thuốc mà được quy định trong cái luật dược 2016, đây là luật dược hiện hành. Như vậy thì hiện nay bạn thấy rằng một cái thuốc nào lưu hành trên thị trường của vậy đều phải có tiêu chuẩn. Như vậy thì nó có thể tuân theo những cái việc bằng những cái cấp tiêu chuẩn nào? Thì hiện nay bạn thấy rằng nó có thể tuân theo một trong hai cấp tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn quốc gia hoặc là tiêu chuẩn cơ sở. Các cấp tiêu chuẩn thì bạn thấy rằng cái tiêu chuẩn chất lượng thuốc ở Việt Nam thì bất kỳ một cái thuốc nào lưu hành thị trường vậy đều phải có tiêu chuẩn. Nó có thể tuân theo một trong hai cấp tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn quốc gia hoặc là tiêu chuẩn cơ sở. Rồi, như vậy thì lúc này bạn thấy rằng nó tuân theo một trong hai cấp tiêu chuẩn là tiêu chuẩn quốc gia hoặc là tiêu chuẩn cơ sở. Rồi, như vậy thì lúc này bạn thấy rằng nó có thể tuân theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở. Thì tiêu chuẩn quốc gia hay còn gọi là tiêu chuẩn Việt Nam thì được quy định trong dược điển Việt Nam. Như vậy bạn thấy rằng bất kỳ một thuốc lưu hành trên thị trường nó đều tuân theo một trong hai cấp tiêu chuẩn, đó là tiêu chuẩn quốc gia hoặc là tiêu chuẩn cơ sở. Vậy hiện nay bạn thấy rằng bắt buộc nhà sản xuất phải công bố cái tiêu chuẩn áp dụng trên nhãn sản phẩm. Bắt buộc nhà sản xuất phải công bố cái tiêu chuẩn áp dụng cái sản phẩm của mình á, ghi trên nhãn. Bây giờ khi mà bạn mua một cái hộp thuốc về đi, thì quy định khi mà ghi nhãn bắt buộc phải ghi cái tiêu chuẩn áp dụng. Bạn thấy có đọc thấy rằng nếu bạn nhìn kỹ cái thông tin ghi trên nhãn, sau này thì ở cái môn pháp chế dược á, các bạn sẽ học về quy định về ghi nhãn sản phẩm. Thì trong đó có phần ghi tiêu chuẩn của cái sản phẩm. Như vậy bạn thấy rằng nếu cái sản phẩm mà lưu hành theo tiêu chuẩn nào thì bắt buộc phải ghi trên nhãn. Đó, như vậy bạn thấy rằng có thể tuân theo tiêu chuẩn quốc gia, hay gọi tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn cơ sở. Thì tiêu chuẩn quốc gia được quy định trong dược điển Việt Nam. Còn tiêu chuẩn cơ sở được quy định tại Việt Nam là tiêu chuẩn như bạn thấy rằng do cơ sở mình xây dựng và công bố. Tiêu chuẩn quốc gia được quy định trong dược điển Việt Nam. Còn tiêu chuẩn cơ sở thì được quy định tại cơ sở của mình, do cơ sở xây dựng và công bố. Đó, như vậy bạn thấy rằng tiêu chuẩn quốc gia là do nhà nước quy định, còn tiêu chuẩn cơ sở là do cơ sở mình xây dựng và công bố. Rồi như vậy có một câu hỏi đặt ra mà thầy mời các bạn trả lời.
Như vậy thì khi mà thuốc lưu hành trên thị trường đó, theo các bạn nghĩ thì cái tiêu chuẩn chất lượng nào sẽ cao cấp hơn, tại sao? Nào, có thể tung lưu hành theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở. Như vậy thì tiêu chuẩn chất lượng nào sẽ cao cấp hơn, tại sao? Thuốc lưu hành theo tiêu chuẩn nào sẽ tốt hơn, tại sao? Thầy mời bạn Phương Quỳnh. Dạ, theo em nghĩ là tiêu chuẩn quốc gia điểm Việt Nam, tại vì nó là một cái tiêu chuẩn chung, nó sẽ có cái pháp lý cao hơn là tiêu chuẩn cơ sở. À, như vậy bạn Phương Quỳnh nói tiêu chuẩn quốc gia là áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Bạn đã gọi là quốc gia thì trên phạm vi toàn quốc. Quốc gia có nghĩa là lúc này bạn thấy rằng khi bạn muốn tham gia vào thị trường dược phẩm thì chúng ta phải áp dụng. Còn tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn chỉ quy định tại cơ sở của mình mà thôi. Nên đó ý kiến theo bạn Phương Huỳnh là tiêu chuẩn quốc gia thì nó cao hơn. Rồi mời thầy mời bạn Nhật Quỳnh. Dạ thưa thầy, theo em là tiêu chuẩn cơ sở sẽ có chất lượng cao hơn, vì nếu một cơ sở muốn xây dựng được cái tiêu chuẩn của mình thì nó phải đầu tiên là nó phải dựa trên tiêu chuẩn của quốc gia trước, rồi từ cái tiêu chuẩn đó là nó sẽ nâng cao hơn, do đó thì cái chất lượng thuốc của nó sẽ được tốt hơn ạ. Rồi bạn này sẽ trả lời ngược lại, tiêu chuẩn cơ sở thì nó sẽ tốt hơn tiêu chuẩn quốc gia. Rồi thầy mời bạn khác hả? Thuốc lưu hành theo tiêu chuẩn nào nó sẽ tốt hơn, tại sao? Như vậy thì bạn thấy rằng quốc gia là bắt buộc bạn phải áp dụng, cơ sở là áp dụng trên tại cơ sở của mình mà thôi. Như vậy thì lúc này bạn thấy rằng tiêu chuẩn nào sẽ có mức chất lượng cao cấp hơn, quốc gia hay cơ sở? Như vậy bạn thấy rằng tiêu chuẩn quốc gia là do nhà nước ban hành và nhà nước quy định, còn cơ sở là do cơ sở của mình mà thôi. Rồi. Như vậy thì ở đây thì tiêu chuẩn nào, thuốc lưu hành theo tiêu chuẩn nào sẽ tốt hơn, tại sao? Thì mời bạn Thủy Tuyết. Dạ thưa thầy, là theo tiêu chuẩn quốc gia thì sẽ tốt hơn thầy. Vâng. Tại vì này là do nhà nước quy định. Rồi, do nhà nước quy định. Rồi, đó là ý kiến của bạn Thủy Tuyết. Rồi như vậy thì bạn thấy rằng thuốc lưu hành theo tiêu chuẩn nào sẽ tốt hơn, tại sao? Như vậy thì bạn thấy rằng tiêu chuẩn quốc gia. Hiện nay bạn thấy rằng một cái thuốc khi mà bạn muốn tham gia vào thị trường dược phẩm, hiện nay bạn thấy rằng các quốc gia người ta việc bạn đi xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho quốc gia của mình. Bất kỳ một cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ nào cũng vậy, thì bạn thấy rằng đều có tiêu chuẩn. Như vậy thì bạn thấy rằng chính phủ các nước người ta đi xây dựng tiêu chuẩn chất lượng. Đối với thuốc thì là tiêu chuẩn chất lượng thuốc của nhà nước quy định thì được quy định trong dược điển Việt Nam. Như vậy theo các bạn nghĩ đây là tiêu chuẩn thấp nhất hay là cao nhất mà các nhà sản xuất, các nhà nhập khẩu phải đạt được khi mà muốn lưu hành thuốc tại Việt Nam? Bạn thấy tiêu chuẩn chất lượng thuốc thì được quy định tại dược điển Việt Nam. Như vậy thì theo các bạn nghĩ thì một cái thuốc mà muốn lưu hành tại thị trường Việt Nam, như vậy đây là cái tiêu chuẩn thấp nhất, dược điển Việt Nam quy định cái tiêu chuẩn thấp nhất hay là cao nhất mà các nhà sản xuất phải đạt được? Thì bạn thấy rằng dược điển Việt Nam quy định theo các bạn nghĩ đó là cao nhất hay thấp nhất mà phải đạt được? Thầy mời bạn Giang Hân. Dạ thưa thầy, là em nghĩ là cái cơ sở đó mà muốn lưu hành thuốc trên nước của mình, trên nước Việt Nam á, thì cái tiêu chuẩn quốc gia phải là cái tiêu chuẩn mà cơ bản nhất, thấp nhất để có thể đạt được để lưu hành ạ. Vâng, câu trả lời bạn mình chính xác ha. Như vậy đây là tiêu chuẩn thấp nhất mà bắt buộc các nhà sản xuất và các nhà nhập khẩu phải đạt được khi mà muốn lưu hành thuốc tại thị trường. Giống như hiện nay bạn thấy rằng để đảm bảo ngưỡng chất lượng giáo dục cũng vậy, thì Bộ Giáo dục quy định các bạn thi một cái môn học phải đạt tối thiểu 40% thì các bạn mới đậu. Bộ Giáo dục chỉ quy định cái mức tối thiểu mà thôi chứ không quy định mức tối đa.
bạn thấy quy định mức tối thiểu mà bạn phải đạt được. Vì hiện nay bạn thấy rằng khi bạn làm một cái bài lên đề thi này, các bạn phải đạt được tối thiểu 40% đề thi. Vì hiện nay bạn thấy rằng đối với thuốc cũng vậy, thì được quy định trong dược điển Việt Nam, đây là tiêu chuẩn thấp nhất mà bắt buộc các nhà sản xuất, các nhà nhập khẩu phải đạt được. Hiện nay bây giờ bạn muốn xuất cái sản phẩm thuốc của bạn qua thị trường Mỹ này, thì bạn phải coi cái dược điển Mỹ quy định như thế nào. Và đây là cái tiêu chuẩn thấp nhất mà bắt buộc các bạn phải đạt được khi mà bạn muốn xuất thuốc mình sang thị trường Mỹ. Đó. Như vậy từ đó bạn thấy rằng còn tiêu chuẩn cơ sở thì bạn thấy rằng khi nào doanh nghiệp mới đi xây dựng, khi mà mình muốn chứng minh cái sản phẩm mình như thế nào bạn, tốt hơn, ưu việt hơn so với nhà nước quy định. Tại vì hiện nay bạn thấy rằng các bạn muốn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thì các bạn phải căn cứ trên cái nền tảng dược điển Việt Nam. Đây là cái thấp nhất mà phải đạt được. Bây giờ bạn thấy rằng các bạn muốn chứng minh mình, khẳng định mình, tên tuổi mình, khẳng định thương hiệu mình, khẳng định chất lượng của mình, mình sản xuất ra những cái sản phẩm tốt hơn so với quy định, thì mình đi xây việc mà đi xây dựng tiêu chuẩn cho riêng mình, được gọi là tiêu chuẩn cơ sở. Và hiện nay bạn thấy rằng khi đi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở như vậy thì chúng ta phải dựa trên nền tảng tiêu chuẩn dược điển, chúng ta phải không được thấp hơn những gì quy định trong dược điển, tối thiểu phải việc bằng những cái quy định việc bằng trong dược điển. Như vậy hiện nay bạn thấy rằng ví dụ dược điển quy định là sai số cộng trừ 5% đi. Bây giờ mình áp dụng cái quy trình công nghệ tiên tiến hiện đại hơn, mình có thể thu hẹp con số này cộng trừ 3% thôi, để chứng tỏ rằng cái việc bằng cái sai số mình nhỏ và có thể chấp nhận được. Đó, như vậy bạn thấy rằng tiêu chuẩn dược điển là cái thấp nhất mà bạn thấy rằng cần phải đạt được khi muốn tham gia vào thị trường dược phẩm. Rồi như vậy thì chúng ta có hai cấp tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn quốc gia được quy định tại dược điển Việt Nam, hoặc là tiêu chuẩn cơ sở thì được quy định tại cơ sở của mình. Rồi bây giờ ta sẽ đi vào từng loại tiêu chuẩn một. Nên như vậy tiêu chuẩn thứ nhất ta đi vào đó là tiêu chuẩn quốc gia, hay còn gọi là tiêu chuẩn Việt Nam. Như vậy thì tiêu chuẩn quốc gia hay còn gọi là tiêu chuẩn Việt Nam thì được quy định tại dược điển Việt Nam. Và hiện nay thì chúng ta đang áp dụng dược điển Việt Nam ban hành lần thứ mấy? Rồi bây giờ từ dược điển Việt Nam thì chúng ta đã nghe nói rồi, đây là bộ tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng thuốc cũng như nguyên liệu làm thuốc cũng như các phương pháp kiểm nghiệm. Như vậy thì hiện nay chúng ta đang áp dụng dược điển Việt Nam ban hành lần thứ mấy? À, như vậy thì hiện nay chúng ta đang áp dụng dược điển Việt Nam ban hành lần thứ mấy? Thầy mời bạn Thanh Phú. Dạ thầy, theo em là lần thứ năm ạ. Lần thứ năm. Như vậy thì tại sao định kỳ nhà nước phải ban hành dược điển để làm gì em? Không ban hành một cái để áp dụng luôn mà định kỳ phải ban hành lại để làm gì? Em nghĩ. Dạ theo em là để cập nhật bổ sung những cái điều luật mới. Em nghĩ là gì? Vâng. Như bạn thấy rằng định kỳ thì nhà nước sẽ ban hành lại tiêu chuẩn để mà bạn thấy rằng cập nhật, bổ sung những cái thuốc mà mới được nghiên cứu, những cái thuốc mà mới được việc bằng khám phá, những thuốc mới được phát minh. Bây giờ bạn thấy giống như hiện nay bạn thấy rằng khi mà bạn thấy rằng mà định kỳ thì các cơ quan biên soạn người ta sẽ tiến hành việc bằng cập nhật, bổ sung, điều chỉnh tất phù hợp với cái điều kiện kinh tế, kỹ thuật và việc bằng xã hội. Cũng như là bạn thấy rằng khi mà người ta khám phá ra một cái việc bằng thuốc mới thì lúc này bạn thấy rằng thì người ta sẽ tiến hành việc bạn đưa vào dược điển. Ví dụ trong năm, bạn thấy rằng năm 2022 này đi, thì Bộ Y tế đã tiến hành việc bạn cấp phép để mà sản xuất cái thuốc Monopiravir. Như vậy thì bạn thấy rằng Monopiravir là một thuốc mà kháng virus đi. Nhưng mà bạn thấy rằng trong dược điển nó chưa có. Như vậy bạn thấy rằng trong dược điển hiện nay thì làm việc bạn nó chưa có cái thuốc Monopiravir này. Như vậy thì từ đó bạn thấy rằng mà năm 2020, 2021, 2022 bạn thấy rằng khi mà đại dịch bùng phát như vậy thì nó thúc đẩy các nhà nghiên cứu ra cái hoạt chất Monopiravir. Hiện nay bạn thấy rằng Bộ Y tế đã tiến hành cấp phép cho 3 công ty trong nước sản xuất cái thuốc Monopiravir này, kháng virus này. Như vậy thì từ đó bạn thấy rằng và khi mà dược điển Việt Nam năm thì hiện nay bạn thấy là chưa có tiêu chuẩn chất lượng này. Như vậy từ đó các doanh nghiệp chúng ta cũng phải việc bằng đi tự xây dựng cái tiêu chuẩn cho riêng mình, gọi là tiêu chuẩn cơ sở. Và khi mà bạn thấy rằng dược điển những năm lần sau người ta ban hành, người ta sẽ tiến hành việc mà cập nhật những cái thuốc mới vào.
cũng như là những cái phương pháp kiểm nghiệm mới vào. Khi mà trình độ học công nghệ càng phát triển, khi mà đất nước càng phát triển, thì lúc này bạn thấy rằng đòi hỏi các nhà sản xuất phải thay đổi phương pháp kiểm nghiệm, phải ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào trong sản phẩm. Nhưng hiện nay bạn thấy rằng bằng đăng ký kiểm nghiệm bằng một cái phương pháp như là chuẩn độ thể tích đi, thì cái đây là cái phương pháp Nhật Bản quá cổ điển và hầu như cái tiêu chuẩn các bạn không được chấp nhận nữa, và đòi hỏi các bạn phải ứng dụng những cái phương pháp tiên tiến và hiện đại hơn. Và bạn thấy rằng tùy theo cái trình độ khoa học công nghệ, sự phát triển của xã hội mà chính phủ bạn thấy rằng đưa những cái phương pháp để phù hợp với đất nước vào để làm Nhật Bản xây dựng. Nên như vậy thì bây giờ ta nói về cái tiêu chuẩn quốc gia. Như vậy ai sẽ tiến hành Nhật Bản, cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm biên soạn cái tiêu chuẩn này, cơ quan thẩm định, công bố và ban hành Nhật Bản tiêu chuẩn. Như vậy tiêu chuẩn quốc gia thì được quy định trong Dược điển Việt Nam. Và hiện nay chúng ta đang áp dụng Dược điển Việt Nam ban hành lần thứ 5. Như vậy thì bạn thấy rằng tiêu chuẩn quốc gia do ai biên soạn, ai công bố và ai thẩm định, cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm biên soạn, đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm là thẩm định tiêu chuẩn, ai sẽ chịu trách nhiệm ký quyết định công bố tiêu chuẩn. Là tại vì lúc này bạn thấy rằng sau khi xây dựng rồi thì phải tiến hành việc bằng thẩm định để xem coi nó có phù hợp với cái điều kiện kinh tế xã hội hay không, phù hợp với cái yêu cầu đưa ra hay không. Tại vì lúc này bạn thấy rằng hội đồng thẩm định nó phải là độc lập với việc bằng bộ phận xây dựng. Nên ai là người tiến hành xây dựng tiêu chuẩn, cơ quan thẩm định là cơ quan nào trước khi mà được ký quyết định việc bằng công bố ban hành tiêu chuẩn. Rồi như vậy thì bây giờ bạn đọc cái slide này cũng như đọc trong tài liệu, các bạn trả lời câu hỏi. Cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm biên soạn Dược điển Việt Nam? Cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm thẩm định tiêu chuẩn? Và cơ quan nào sẽ ai sẽ chịu trách nhiệm việc bằng công bố tiêu chuẩn? Rồi, thì mời bạn Ngọc Linh. Dạ, thưa thầy, là cơ quan tổ chức biên soạn là Hội đồng Dược điển Việt Nam. Vâng. Cơ quan thẩm tra và phối hợp Hội đồng Dược điển để hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo là Cục Quản lý Dược, và cuối cùng thẩm định là Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ. Ai ban hành em, ai ký quyết định ban hành cái tiêu chuẩn này? Thẩm định xong rồi ai ký quyết định ban hành? Dạ, Bộ Y tế. Bộ Y tế. Rồi, như vậy bạn thấy rằng các bạn phải biết được khi mà xây dựng một cái tiêu chuẩn cũng vậy. Thì bạn thấy rằng ai là người tiến hành xây dựng, ai là người việc bằng thẩm định, công bố vân vân. Thì lúc này bạn thấy rằng Hội đồng Dược điển sẽ chịu trách nhiệm về việc bằng tổ chức, nghiên cứu, biên soạn. Đó, thì lúc này bạn thấy rằng Hội đồng Dược điển sẽ tiến hành việc bằng biên soạn. Và định kỳ việc bằng rà soát, bổ sung, sửa đổi. Đó, như vậy bạn thấy rằng cơ quan có trách nhiệm biên soạn đó chính là việc bằng Hội đồng Dược điển. Hội đồng Dược điển là tổ chức nghiên cứu, biên soạn và định kỳ việc bằng rà soát, bổ sung, soát xét, vân vân, sửa chữa. Như vậy thì bạn thấy rằng Hội đồng Dược điển có trách nhiệm là biên soạn. Và sau khi biên soạn xong thì Cục Quản lý Dược sẽ tiến hành làm việc bằng xem xét, lấy ý kiến, tổ chức thẩm tra và phối hợp với Hội đồng Dược điển để hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo. Sau đó chuyển Bộ Khoa học Công nghệ để thẩm định, công bố tiêu chuẩn và trình Bộ trưởng Bộ Y tế để ban hành tiêu chuẩn. Rồi, như vậy bạn thấy đây là cái quy trình mà xây dựng, công bố cũng như ban hành dược điển. Thì bạn thấy rằng Hội đồng Dược điển có trách nhiệm là xây dựng, tổ chức nghiên cứu, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung vân vân. Và sau khi mà Hội đồng Dược điển đã xây dựng rồi thì sẽ tiến hành việc bằng xem xét, lấy ý kiến từ các tổ chức, từ các cá nhân, từ các việc bằng nhà khoa học. Thì lúc này bạn thấy rằng để mà lấy ý kiến để xem coi nó có phù hợp hay không để các chuyên gia người ta làm việc bằng đóng góp ý kiến. Sau khi mà Hội đồng Dược điển xây dựng xong
thì bạn thấy rằng Cục Quản lý Dược sẽ tiến hành việc bàn lấy ý kiến, xem xét, lấy ý kiến, cũng như là lúc này bạn thấy rằng từ các nhà khoa học, từ các chuyên gia, để mà từ đó phối hợp với Hội đồng Dược điển làm sao bạn chỉnh sửa. Để phối hợp với Hội đồng Dược điển mà duyệt bằng chỉnh sửa. Và lúc này bạn thấy rằng khi một cái văn bản luật nào cũng vậy, khi mà được xây dựng xong thì bạn thấy rằng chính phủ sẽ tiến hành duyệt bằng để ý kiến từ, bạn thấy rằng từ người dân, từ các tổ chức, từ các nhà khoa học, từ các cơ quan đoàn thể vân vân, bạn để mà ta xem khác ở cái tiêu chuẩn này có khả thi hay không, có phù hợp với thực tế hay không vân vân. Thì bạn thấy rằng sau khi mà tiến hành lấy ý kiến xong thì sẽ phối hợp với việc bạn Hội đồng Dược điển để tiến hành sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện dự thảo. Và sau khi hoàn thiện dự thảo rồi thì bạn thấy rằng Cục Quản lý Dược sẽ chuyển cho Bộ Khoa học Công nghệ để thẩm định. Ở như vậy, cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định đó là Bộ Khoa học Công nghệ. Như bạn thấy rằng Bộ Khoa học Công nghệ sẽ chịu trách nhiệm là thẩm định tiêu chuẩn. Đó, bạn thấy rằng sau khi xây dựng rồi, lấy ý kiến rồi thì lúc này bằng hoàn thiện dự thảo thì Cục Quản lý Dược sẽ chuyển cho Bộ Khoa học Công nghệ để tiến hành thẩm định và công bố. Và sau đó rồi bạn thấy rằng sau khi thẩm định đạt yêu cầu rồi thì lúc này bạn thấy rằng Cục Quản lý Dược cũng sẽ tiến hành trình cho Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định ban hành tiêu chuẩn và áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Đó, như vậy bạn thấy là Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ là việc bàn người ký quyết định để ban hành việc bàn tiêu chuẩn áp dụng trên phạm vi toàn quốc sau khi đã được thẩm định bởi việc bàn Hội đồng Khoa học của Bộ Khoa học Công nghệ. Rồi, bạn thấy Bộ Khoa học Công nghệ là cơ quan thẩm định. Rồi, bạn thấy rằng đây là thủ tục quy trình việc bàn xây dựng ban hành dược điển. Và lúc này bạn thấy rằng khi mà dược điển Việt Nam năm hiện nay đã được công bố thì Hội đồng Dược điển hiện nay người ta đang tiến hành việc bàn nghiên cứu để mà ra cái dược điển Việt Nam lần thứ mấy hoàng, lần thứ 6. Thì bạn thấy rằng Hội đồng Dược điển có trách nhiệm là cập nhật những cái thuốc mới đã được nghiên cứu, những cái thuốc mới được phát minh, những cái phương pháp kiểm nghiệm mới vào trong việc bàn dược điển. Và từ đó bạn thấy là nghiên cứu ở cái tiêu chuẩn chất lượng thuốc của các chuyên gia trên thế giới như thế nào và thực tế tại Việt Nam như thế nào, để mà từ đó bạn thấy rằng đưa vào cái tiêu chuẩn chất lượng việc bàn thuốc của mình. Rồi bây giờ ta nói cái tiêu chuẩn thứ hai, đó là tiêu chuẩn cơ sở. Thì tiêu chuẩn cơ sở được quy định tại cơ sở sản xuất của mình. Như vậy thì tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do cơ sở sản xuất, pha chế, biên soạn, áp dụng đối với các sản phẩm do cơ sở mình sản xuất, pha chế. Đó, bạn thấy rằng do cơ sở mình xây dựng, biên soạn, áp dụng. Như vậy hiện nay bạn thấy rằng nếu như công ty các bạn sản xuất bao nhiêu sản phẩm thì phải có bấy nhiêu tiêu chuẩn. Đó, như mình sản xuất bao nhiêu sản phẩm thì lúc này bạn thấy rằng bắt buộc các bạn phải duyệt bằng có bấy nhiêu tiêu chuẩn. Và lúc này bạn thấy rằng mình có thể tuân theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc là tiêu chuẩn duyệt bằng cơ sở. Như vậy bạn thấy rằng tiêu chuẩn mà chất lượng thuốc mà đã được Bộ Y tế cho phép lưu hành thì nó có giá trị như là một cái bản cam kết của cơ sở kinh doanh đối với việc bằng chất lượng của cái sản phẩm thuốc mà mình được sản xuất pha chế. Tại vì hiện nay bạn thấy rằng một cái sản phẩm mà sau khi mà các bạn nghiên cứu rồi, các bạn phải xây dựng tiêu chuẩn, và cái tiêu chuẩn này các bạn phải đăng ký với Cục Quản lý Dược. Sau đó các bạn mới duyệt bằng. Khi mà Cục Quản lý Dược đồng ý xét duyệt rồi thì lúc này bạn thấy rằng các bạn mới được phép sản xuất. Và bạn thấy rằng đây coi như là một cái bản cam kết về chất lượng với cái sản phẩm mình sản xuất. Và đây là cái căn cứ về mặt pháp lý để mà duyệt bằng đánh giá chất lượng khi cái sản phẩm thuốc mà các bạn lưu hành trên thị trường. Đó, như vậy bạn thấy rằng đây là các bạn cam kết về tiêu chuẩn chất lượng. Tại vì lúc này bạn thấy rằng khi mà đã được đồng ý xét duyệt rồi thì bạn mới được phép sản xuất. Và lúc này bạn thấy rằng khi mà cơ quan nhà nước người ta tiến hành đánh giá chất lượng sản phẩm thuốc bình theo thị trường thì đã căn cứ vào cái tiêu chuẩn mà đã đăng ký. Như vậy nếu như nhà sản xuất các bạn đăng ký cái sản phẩm của mình theo tiêu chuẩn nào thì
sẽ tiến hành kiểm nghiệm cũng như là đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn đó. Nếu bạn đăng ký theo tiêu chuẩn quốc gia thì sẽ được tiến hành kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc gia. Còn nếu cái sản phẩm thuốc này đăng ký lưu hành theo tiêu chuẩn cơ sở thì sẽ được tiến hành kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn Nhật Bản cơ sở. Như vậy thì bạn thấy rằng tiêu chuẩn cơ sở của các thuốc pha chế của cơ sở thì bạn thấy rằng của các Nhật Bản, ví dụ như của các bán thành phẩm, của các thành phẩm chờ đóng gói, cũng như là bạn thấy rằng những cái thuốc phải pha chế theo đơn, cũng như là những cái thuốc mà pha chế sử dụng trong bệnh viện, cũng như các việc nghiên cứu vân vân. Bạn thấy rằng hiện nay thì khi mà một số bệnh viện cũng vậy, người ta nếu có thực hiện cái hoạt động pha chế này, thì lúc này bạn thấy rằng chúng ta cũng phải xây dựng cái tiêu chuẩn cơ sở của cái thuốc mà mình làm việc bạn pha chế. Hay là bạn thấy rằng đối với nhà thuốc đi, theo quy định của pháp luật thì ngoài cái việc mà bán lẻ thuốc thành phẩm thì chúng ta còn được phép là pha chế thuốc theo đơn. Nhưng mà thực tế thì hiện nay bạn thấy rằng rất ít nhà thuốc mà đăng ký cái hoạt động pha chế thuốc theo đơn. Tại vì nếu bạn đăng ký cái hoạt động mà pha chế thuốc theo đơn đi, bắt buộc các bạn phải có bộ phận pha chế. Và nếu pha chế cái sản phẩm nào thì bạn phải có việc bằng cái tiêu chuẩn chất lượng cho cái sản phẩm đó. Là bạn thấy rằng nếu mình pha chế cái thuốc nào thì bạn thấy rằng mình phải có cái tiêu chuẩn chất lượng. Bạn thấy rằng do cái cơ sở đó xây dựng, và bạn thấy rằng đối với những thuốc pha chế thì do người đứng đầu cơ sở đó xem xét, phê duyệt và ban hành cái tiêu chuẩn chất lượng thuốc do mình pha chế. Bạn thấy rằng nếu như bất kỳ một cái sản phẩm nào, bạn thấy rằng trong các bệnh viện hay là các bán thành phẩm cũng vậy, để sản xuất một cái sản phẩm thuốc, bạn thấy rằng ta có rất nhiều công đoạn, và từng công đoạn thì nhà sản xuất phải xây dựng tiêu chuẩn chất lượng. Và khi mà các bạn thấy rằng cái công đoạn này bạn xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, khi mà đạt rồi ta mới qua công đoạn tiếp theo. Còn nếu chưa đạt phải tiến hành việc bằng làm lại. Bạn thấy do người đứng đầu người ta tiến hành việc bằng phê duyệt. Dù bạn thấy rằng sau công đoạn trọng một đi, thì bạn biết được cái hoạt chất và tái dược đã đồng nhất hay chưa, thì phải thực hiện hoạt động kiểm nghiệm. Bây giờ bạn thấy rằng nếu như ở trong môn bào chế mình học đi, là mình chỉ nhìn bằng việc bằng cảm quan. Nhưng bạn nhìn bằng cảm quan như vậy thì nguy cơ kết quả các bạn như thế nào? Không chính xác. Bằng ở quy mô công nghiệp bạn thấy là không thể nhìn bằng cảm quan được, mà tất cả phải đo đạt nhiệt bằng bằng các thông số. Tất cả chúng ta phải tiến hành đi đo đạt hết bằng các thông số để chúng ta tiến hành nhiệt bằng đánh giá, chứ bằng nhìn bằng cảm quan thì nguy cơ bị sai lầm. Tại vì nếu giữa hoạt chất và tái nhược mà bạn chọn không đồng nhất thì nguy cơ bạn thấy rằng có những viên thì hàm lượng hoạt chất rất cao thì uống vào dễ bị quá liều, hay những viên hàm lượng hoạt chất nhiệt bằng rất thấp thì uống vô không đủ hàm lượng phúc phát huy tác dụng. Bạn thấy rằng sao công đoạn chọn như vậy thì cũng phải tiến hành nhiệt bằng đánh giá chất lượng. Hay lúc này bạn thấy rằng hiện nay một cái nhà máy nó sản xuất rất là nhiều cái thuốc, chứ đâu phải sản xuất một cái thuốc duy nhất. Bạn thấy rằng khi mà sản xuất cái lô sản phẩm này xong rồi mà máy móc, bạn thấy rằng bạn phải vệ sinh thiết bị. Và quy định hiện nay bạn thấy rằng trong cái quy trình vệ sinh người ta cũng có hướng dẫn các bạn cái quy trình ở cái máy móc này vệ sinh như thế nào, và sau khi vệ sinh xong làm sao biết được nó có sạch hay không thì chúng ta phải tiến hành kiểm nghiệm như thế nào, đo đạt như thế nào, vân vân. Thì lúc này bạn thấy rằng từng công đoạn đều phải xây dựng bằng cái tiêu chuẩn. Bạn thấy rằng do cái người đứng đầu cơ sở đã phê duyệt, bắt buộc nhân viên khi tham gia vào hoạt động thì phải thực hiện như vậy. Và như vậy thì tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn thì do nhà nước quy định, còn tiêu chuẩn cơ sở do cơ sở sản xuất tự xây dựng. Như vậy bây giờ ta đi phần số 3, nói về nội dung chính của một cái tiêu chuẩn cơ sở. Và như vậy thì khi mà xây dựng tiêu chuẩn cơ sở như vậy thì nội dung chính của một cái tiêu chuẩn cơ sở gồm có những phần như thế nào. Bây giờ ta đi vào phần số 3, đó là nội dung chính của một tiêu chuẩn cơ sở. Vì vậy thì bây giờ bạn đọc và bạn trả lời câu hỏi cho thầy, để khi mà chúng ta xây dựng một tiêu chuẩn cơ sở như vậy thì nội dung chính của một tiêu chuẩn cơ sở gồm bao nhiêu phần và đó là những phần gì. Rồi bây giờ bạn đọc trong tài liệu hơn, bạn trả lời câu hỏi. Khi mà chúng ta đi xây dựng một cái tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm của mình thì nội dung chính của một tiêu chuẩn cơ sở gồm bao nhiêu phần và đó là những phần gì.
là câu hỏi ha. Thì mời bạn Xuân Liên. Thưa thầy, là nội dung chính của tiêu chuẩn cơ sở gồm có 5 phần. Tiêu đề, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và đóng góp bảo quản hạn dùng. Rồi, như vậy bạn thấy rằng khi mà ta đi xây dựng một cái tiêu chuẩn cơ sở để đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Như vậy thì nội dung một cái tiêu chuẩn cơ sở thì nó gồm có 5 phần. Thứ nhất đó là bìa, thứ hai là tiêu đề, thứ ba là yêu cầu kỹ thuật, thứ tư là phương pháp thử, thứ năm đó là đóng gói bảo quản hạn dùng. Rồi như vậy bạn thấy rằng cấu trúc của một cái tiêu chuẩn cơ sở thì nó gồm có 5 phần như vậy: bìa, tiêu đề, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, đóng gói bảo quản hạn dùng. Như vậy thì bạn thấy rằng quy định nó gồm có 5 phần. Như vậy thì cấu trúc của từng phần như thế nào? Thì bạn thấy rằng đây là cái slide mà nó nói về cái việc bạn cấu trúc của một cái tiêu chuẩn, mỗi phần nó như thế nào, còn có bao nhiêu phần và từng phần thì như thế nào. Như vậy bạn thấy rằng ở cái trang bìa thì nó yêu cầu chúng ta phải có tên cơ quan quản lý, tên cơ sở và cái tiêu đề lợi, và bạn thấy rằng cái tiêu chuẩn cơ sở, tên sản phẩm cũng như là số tiêu chuẩn. Đó, như vậy bạn thấy rằng trên trang bìa thì bạn thấy rằng có tên cơ quan quản lý, tên cơ sở và cái tiêu đề lớn trên trang bìa đó là tiêu chuẩn cơ sở mình đăng ký cho cái sản phẩm nào. Đó, cái tiêu chuẩn cơ sở nó phải, bạn thấy rằng để làm ta đang tiêu chuẩn cơ sở nó cái tiêu đề lớn phải có chữ tiêu chuẩn cơ sở. Với cái tiêu chuẩn cơ sở này mình đăng ký cho cái sản phẩm nào? Thì mình đăng ký cho cái sản phẩm là viên nén paracetamol 500mg hay là viên nén amoxicillin 500mg hay là bạn thấy rằng thuốc bột paracetamol 150mg. Bạn thấy rằng nếu doanh nghiệp của bạn có bao nhiêu sản phẩm thì lúc này các bạn phải xây dựng bấy nhiêu tiêu chuẩn cho cái sản phẩm của mình. Bởi vì bạn thấy chúng ta xây dựng bấy nhiêu tiêu chuẩn. Từ hiện nay bạn thấy rằng trong bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng vậy, nó đều có cái phòng gọi là đăng ký thuốc. Như vậy thì bạn thấy rằng bộ phận đăng ký thuốc có nhiệm vụ là xây dựng, bạn thấy rằng cái bộ hồ sơ để tiến hành việc bạn đi nộp với cho cơ quan quản lý nhà nước. Bạn thấy rằng nhiệm vụ của phòng này, bạn thấy rằng hiện nay bạn thấy, tại vì hiện nay bạn thấy rằng một cái doanh nghiệp đâu phải ngồi sản xuất một cái sản phẩm mà hàng trăm sản phẩm. Như vậy bạn thấy có hàng trăm cái bộ tiêu chuẩn. Và đâu phải quan xây dựng một lần cái xong và định kỳ các bạn phải tiến hành việc bạn sửa đổi, bổ sung. Và định kỳ bạn thấy rằng 5 năm hiện nay bạn thấy rằng ta phải tiến hành sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn một lần và ta sẽ tiến hành đăng ký vân vân. Là như bạn thấy rằng ở đây bạn thấy rằng trên cái trang bìa thì nó có tên cơ quan quản lý và tên cơ sở. Như hiện nay bạn thấy rằng tên cơ quan quản lý của trường Đại học Nguyễn Tất Thành đó là Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì đối với nhà máy sản xuất, bạn thấy rằng cơ quan quản lý có thể là trực thuộc Sở Y tế hay là trực thuộc Dịch vụ Bộ Y tế vân vân. Là thành thể hiện hiện cái cơ quan quản lý, tên cơ sở và cái tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn nhiệt bằng số máy vân vân. Và nội dung thứ hai đó là nhiệt bằng tiêu đề. Như vậy thì nội dung thứ hai tiêu đề thì tiêu đề nó quy định như đây. Như vậy thì tiêu đề nó đóng vai trò giống như một cái trang bìa lót quyển sách của mình á. Nên thì lúc này bạn thấy nó cũng bao gồm là tên cơ quan quản lý, tên cơ sở, tên sản phẩm, dạng bào chế, hàm lượng, nồng độ, số tiêu chuẩn. Và cái tiêu chuẩn này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm nào, khi nào. Nào như bạn thấy rằng cái trang tiêu đề á, thì đóng vai trò giống như việc bằng trang bìa lót quyển sách của mình. Còn cái phần số 3 đó là phần yêu cầu kỹ thuật. Phần yêu cầu kỹ thuật thì lúc này nó yêu cầu chúng ta nội dung cái phần yêu cầu kỹ thuật phải có việc bằng công thức bào chế, nguyên phụ liệu, chất lượng, thành phẩm, những cái chỉ tiêu mà cần phải kiểm nghiệm cũng như quy định về việc bằng mức chỉ tiêu. Còn cái nội dung thứ 4 là phương pháp thử. Thì phương pháp thử thì phải nêu rõ cái phương pháp thử cho từng chỉ tiêu. Đó, bạn phải nêu rõ phương pháp thử cho từng chỉ tiêu. Như là để tiến hành việc kiểm nghiệm chỉ tiêu định lượng đi, các bạn cần sử dụng những thuốc thử gì, những thiết bị gì,
và cách tiến hành chi tiết cái chỉ tiêu đó như thế nào. Nếu cái phương pháp này mà chúng ta lấy ra từ dược điển thì chúng ta phải ghi rõ việc bằng cái tên dược điển áp dụng cũng như là cái phương pháp được sử dụng. Rồi, như vậy bạn thấy rằng phương pháp thử là nó mô tả về việc bằng cách thức các bạn tiến hành. Mô tả cách thức mà bạn tiến hành các bạn kịp kèm với chỉ tiêu đó như thế nào thì chúng ta phải nêu rõ cái phương pháp mà chúng ta tiến hành làm, cần những hóa chất gì, cần thuốc thử gì và làm như thế nào. Và nếu cái phương pháp này được lấy ra từ dược điển thì chúng ta phải cho biết cái tên dược điển mà sử dụng là mình sử dụng dược điển Anh, dược điển châu Âu, dược điển Mỹ hay là dược điển Việt Nam, và cái phương pháp mà được sử dụng đó là phương pháp gì. Tại vì hiện nay bạn thấy rằng để tiến hành kiểm nghiệm định lượng đi thì dược điển người ta đưa rất nhiều phương pháp, quan trọng nhất là bạn lựa chọn phương pháp gì, bạn phương pháp nào. Những người ta định lượng bằng phương pháp thể tích, phương pháp quang phổ, phương pháp chuẩn độ đo điện thế hay các phương pháp sắc ký vân vân. Nên như vậy thì cho phần số 5 là phần bạn thấy rằng đóng gói bảo quản hạn dùng, còn phải đăng ký cái quy cách đóng gói cái sản phẩm mình là hộp 10 vỉ vỉ 4 viên hay là hộp 10 vỉ vỉ 10 viên, cũng như là bạn cái yêu cầu về bảo quản, những cái thuốc mình bảo quản ở điều kiện thường hay là điều kiện lạnh hay là điều kiện mát hay là điều kiện âm sâu, và hạn sử dụng cái sản phẩm của mình là bao lâu để biết được cái thuốc này đến khi nào thì bạn hết hạn sử dụng. Vâng, như bạn thấy rằng nội dung của một cái tiêu chuẩn cơ sở khi mà xây dựng thì nó gồm có 5 phần như vậy: bìa, tiêu đề, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, đóng gói, bảo quản hạn dùng. Như vậy bạn thấy rằng đây là cấu trúc của từng cái phần khi mà ta đi xây dựng một cái bộ tiêu chuẩn. Cũng như sau này bạn thấy rằng khi mà ở cái học kỳ cuối cùng của năm thứ 5 đi của bạn đi thì để ra trường hiện nay thì có hai hình thức, là các bạn có thể làm một cái khóa luận tốt nghiệp hoặc là các bạn học các môn thay thế. Và bạn thấy rằng tổng của học kỳ cuối cùng các bạn chỉ có 7 tín chỉ mà thôi. Như vậy thì khi mà bằng nếu bạn nào đủ điều kiện mà bạn làm một khóa luận tốt nghiệp đi thì bạn sẽ làm một cái công trình nghiên cứu, và sau khi làm công trình xong thì chúng ta báo cáo kết quả. Thì chúng ta phải báo cáo kết quả theo cấu trúc của một khóa luận tốt nghiệp. Dù trang bìa thì chúng ta phải viết như thế nào, dường như trang việc bạn tiêu đề viết như thế nào, và từng cái phần trong cái quyển báo cáo thì viết như thế nào, vân vân, dù tổng quan, rồi phần phương pháp nghiên cứu, phần kết quả nghiên cứu, bàn luận, vân vân. Như vậy bạn thấy rằng hiện nay thì khi mà chúng ta thực hiện một cái báo cáo khoa học hoặc công trình nghiên cứu thì bạn phải thực hiện theo đúng quy định, từng phần bạn phải viết như thế nào, vân vân. Và ở đây bạn thấy rằng trong đây có một cái gọi là số tiêu chuẩn, thì ông thấy rằng góc phía trên bên phải màn hình các bạn á, thì bạn thấy rằng cái số tiêu chuẩn thì quy ước được viết như thế nào. Đó, như bạn thấy rằng góc trên bên phải các bạn sẽ có một số tiêu chuẩn đó. Rồi. Thì bây giờ bạn thấy rằng bạn nhìn đây có một cái tiêu chuẩn, ví dụ là không, ví dụ đây là cái số tiêu chuẩn nè, 028.B.073.07. Đó, như vậy thì khi mà mình đọc một số tiêu chuẩn này thì mình sẽ hiểu như thế nào. Như vậy bạn thấy đây là một số tiêu chuẩn nè, giống như bạn thấy một cái văn bản nó có số vậy này nhá. Như bây giờ bạn thấy rằng cái văn bản luật dược đi, nó là số 105/2016, thì cái tiêu chuẩn không bài ta phải đánh số để biết được cái tiêu chuẩn này đến thời điểm này nó còn hiệu lực hay không. Như bây giờ bạn thấy rằng lúc sau này đi thi cũng vậy, dù người ta hỏi ta cho các bạn một cái số tiêu chuẩn gì nữa, 028.B.073.07, thì ý nghĩa của từng con số trên cái dãy số này là gì? Mà bạn thấy rằng ý nghĩa của từng con số trên cái dãy số này là gì? 028 là gì? B có nghĩa là gì? 073 là gì? 07 là gì? Đó, thì bạn thấy rằng có một cái số như vậy thì sau này đi thi người ta sẽ hỏi các bạn ý nghĩa của từng con số. Thì bạn thấy ở phía trên thì đã có giải thích cho các bạn rồi. Như vậy bạn thấy rằng cấu trúc của một cái số tiêu chuẩn thì nó gồm có 4 phần. Đó, cấu trúc của một số tiêu chuẩn bạn thấy gồm có 4 phần: 028 nè, B nè, 073 nè, 07 vân vân. Như vậy bạn thấy rằng cấu trúc của một cái số tiêu chuẩn thì nó gồm có 4 phần. Thì từng phần như thế nào? Bạn thấy rằng phần thứ nhất, mã tiêu chuẩn, 028 được gọi là mã tiêu chuẩn.
Như vậy bạn thấy rằng 028 được gọi là mã tiêu chuẩn. Thì quy ước khi mà ta viết mã tiêu chuẩn thì nó phải trùng với cái việc bằng mã vùng điện thoại. Mã tiêu chuẩn thì ta ghi theo mã vùng điện thoại. Để khi mà ta nhìn vào một cái số tiêu chuẩn thì người ta sẽ biết được cái công ty này đặt ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam. Đó, bạn thấy rằng mã tiêu chuẩn nó phải trùng với, đó là hay ghi theo mã vùng điện thoại. Để khi mà nhìn vào một cái số tiêu chuẩn của một công ty thì người ta sẽ biết được công ty này đặt ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam. Như bạn thấy là 028 có nghĩa là công ty này đặt ở trên địa bàn khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Là đặt ở địa bàn ở địa giới của thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, như vậy cái phần số 2 đó là hình thức sở hữu. Bạn thấy rằng hình thức sở hữu này ghi chữ B. B nghĩa là gì đây? Hình thức sở hữu bạn thấy rằng nếu A đây là doanh nghiệp nhà nước, B là bạn thấy rằng công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, C là doanh nghiệp tư nhân, D là cá nhân sản xuất. Rồi, như vậy hiện nay chúng ta có 4 hình thức sở hữu. Như vậy bạn thấy rằng ở đây bạn gặp chữ B, đây có nghĩa là bạn thấy hình thức sở hữu của công ty này đó là công ty cổ phần hoặc là công ty việt bạn trách nhiệm hữu hạn. Nếu bạn gặp chữ A, đây là hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước, còn chữ C là doanh nghiệp tư nhân, và chữ D đó là việt bạn cá nhân sản xuất. Rồi cái phần số 3 đó là số thứ tự tiêu chuẩn. Như vậy thì phần số 3 số thứ tự tiêu chuẩn thì bạn thấy rằng nó có 3 chữ số do cơ sở tự đặt. Và như vậy bạn thấy rằng để đặt theo cái số sản phẩm của mình cũng như cái số tiêu chuẩn, bạn thấy rằng cái này do cơ sở tự đặt. Phần thứ 3 là số thứ tự tiêu chuẩn. Ở đây bạn thấy 073 do cơ sở việt bạn tự đặt. Phần thứ 4 là năm ban hành tiêu chuẩn và quy định là ghi hai số cuối của năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở. Dù cái tiêu chuẩn cơ sở này được ban hành năm 2022 đi thì số cuối cùng là 22. Và đây bạn thấy là 07 có nghĩa cái tiêu chuẩn này được ban hành vào năm 2007. Để người ta nhìn vào một cái số tiêu chuẩn, người ta sẽ biết được cái công ty này đặt ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam và hình thức sở hữu công ty là gì và cái tiêu chuẩn này còn có hiệu lực hay không. Và như vậy bạn thấy rằng dựa vào hai số cuối cùng thì người ta sẽ biết được cái năm ban hành tiêu chuẩn. Như vậy thì bạn thấy là cấu trúc của một số tiêu chuẩn thì nó gồm có 4 phần như vậy. Vừa mới đi thi sau này người ta đưa ra bằng một con số như vậy, ta hỏi chữ B trên đây có nghĩa là gì, 028 có nghĩa là gì, vân vân. Như vậy thì